Chào các bác, vừa rồi ghép cấu hình gồm có âm ly đờ lông 890D và hai cặp loa. Thì với cái cấu hình như các bác đang nhìn bây giờ ấy, hai cặp loa con âm ly với âm vang thì nó rơi vào hơn 40 triệu. Thì vừa rồi em có cho nó chạy song song. Đấy, nhưng mà có bác hỏi muốn thử xem chạy một cặp đi. Thì em sẽ cho nó chạy từng cặp. Thì hiện tại bây giờ em đang cho nó đánh với cả con đờ lông 890D này, đánh với cả con bô 501C4, tức là chỉ một cặp 501C4 này, một con đờ lông 890D và một con vang, cả bộ thì hơn 30 triệu. Đấy, thì với cái bộ này thì các bác có thể hát hò nghe nhạc, các bác nghe nhạc các bác cho vang cũng được, hoặc các bác chơi direct cũng được. Thì bộ này cho âm thanh rất là hay, rất là mượt. Hiện tại bây giờ em đang đánh một cặp A thôi, đây là một cặp A thôi. Đờ lông đây là chuyển cặp A. Thì đây là một cặp A chỉ dùng cho cặp 501C4 325 rồi. Các bác để ý tiếng bass. Em cắt tép đi. Con này vang này nó cũng có chỉnh tép đằng sau đó. Các bác nghe tiếng nó rất là trầm ấm. Tiếng mic của 501C4 cũng rất là hay. Em thử mic cho các bác nghe. Alo. Tiếng nó rất là trầm, bởi vì 501C4 này nó sở hữu bass 25, bass to nhất của bố gia đình luôn. Anh em để ý cái này cắt mic rất là tốt để gần mà nó không bị hú. Như con vang 2.2 này thì các bác cắm được 3 mic đằng trước và 2 mic đằng sau. Hai mic đằng sau, ví dụ các bác có mic không dây các bác cắm vào, dây dợ nó vòng đằng sau nhìn nó sẽ đẹp hơn. Còn khi ghép vang này các bác chỉ cho cái phần music của vang nó nhỏ thôi, cho volume của âm ly hoặc của đẩy nó to lên một chút thì hát nó sẽ bắt mic hơn. Nhiều bác không biết thì để cái này nhỏ, để cái này to, làm thế thì hát nó sẽ bị nhạc, nó sẽ bị át đi, hát nó không bắt mic. Bắt mic là ở cái volume của âm ly hoặc của đẩy. Đấy, anh em có thể thấy tiếng bass của 501C4 rất là hay. Anh em có nhu cầu sở hữu bộ âm ly đờ lông 890D và con bô 501C4 này thì alo sớm cho em. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.